Rồi đã, xin chào các bạn, mình là Đinh Công Tú. Rất vui được gặp lại các bạn trong bài hướng dẫn mới này. Các bạn nhớ để cập nhật liên tục những bài hướng dẫn mới nhất của mình thì nhớ nhấn nút đăng ký kênh nhé. Và để tạo thêm động lực cho mình ra nhiều bài hướng dẫn mới nữa thì các bạn hãy giúp mình nhấn nút like và nút chia sẻ nhé. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều. Theo yêu cầu của rất nhiều bạn muốn mình hướng dẫn những cái bài về Tết vì sắp đến Tết rồi. Trong đấy thì có cái bài Xuân này con không về, một bài mình thấy là rất hay. Đấy, rất rất hay và rất cảm xúc. Bài này thì cũng dễ thôi. Ok, đợi mình đổi con máy quay nhá. Rồi, cái bài này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn dưới giọng đô trưởng ở dạng đơn giản nhất nhá, để những bạn mới tập chơi các bạn có thể chơi nó một cách nhanh nhất. Rồi, bây giờ mình sẽ vào phần câu 1 luôn nhá. Câu 1 đoạn 1 luôn nhá. Chậm này. Đô rê đô son đô rê son la son. Chậm này. Đô rê đô son đô rê son la son. 2 3 4 5 son la son rê rê son la son la son rê son la đô rê đô. 2 3 4 đập đô rê đô son son la đô son son la son đô rê mi đô son son xin lỗi rê son 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 mi rê đô rê. Đấy, có thể coi đấy là đoạn 1 cũng được nhá. Rồi mình đánh thật chậm lại này. Đô rê đô son đô rê son la son. 2 3 4 5 son la son rê son la đô rê đô. 2 3 4 5 đô rê đô son son la đô son đập son la son đô rê mi rê son son mi rê đô rê. Được chưa các bạn? Rồi, đoạn 2 giống hệt, tiếp tục. Đô rê đô son đô rê son la son. 2 3 4 5 son rê son la đô rê đô. 2 3 4 5 đô rê đô son la đô son đập son la son đô rê mi rê son mi rê mi son đô. Đấy, đấy là cái mô típ cuối cùng kết thúc của đoạn 2. Nó khác đoạn 1 một chút thôi. Nếu đoạn 1 kết thúc là rê son mi rê đô rê thì cái đoạn 2 mô típ kết thúc sẽ là rê son mi rê mi son đô, hoặc là rê son mi rê son đô cũng được. Đấy, đến đây thì các bạn dừng lại tập thật tốt hai cái đoạn này đã nhá. Rồi, bây giờ tay trái thì sao? Đầu tiên sẽ là bấm đô trưởng nhé. Đấy. Đấy. Da di da tha ta di da da ta. Xong các bạn sẽ lướt xuống si cho mình nhé. Đấy. Đô son đô rê mi. Xong lướt xuống si. Đây là âm son trưởng bass si đấy. Đấy. Si rê son. Xin lỗi, si son si rê. Đấy, xong tiếp tục đến hợp âm la thứ sẽ la mi la. Đấy, hoặc các bạn có thể dùng la thứ 7 là la mi son tùy nhá. Đấy, xong các bạn sẽ xuống pha trưởng. Fa đô fa son la. Đấy, xong lên son. Son rê son la si. Đấy, được chưa các bạn? Rồi, bây giờ mình đánh thật chậm nhá. Xin lỗi. Son là vào đồ. Xong lướt xuống đề. Xong xuống đề. À còn thiếu một hợp âm mi thứ nữa. Mi sẽ là mi si mi. Đấy. Mi si mi. Xong đến la thứ là mi la. Xong về pha trưởng. Xong lên son. Được chưa? Rồi đánh lại nhé. Đây.
đấy, chuyển lên, đấy, xuống pha, rê, tiếp, xin lỗi, câu hai, à, đoạn hai giống hệt. Xong lướt xuống đây. Xuống la. Xong lướt xuống pha. Xuống mi. Lên la. Đấy. Xuống pha. Lên son. Rồi mình ghép thật chậm lại nhé này. Đồ. Xuống xì. Xuống xì. Xuống la. Xuống pha này. Xuống mì. Lên la. Đấy. Xuống pha. Vẫn pha. Đấy. Lên son. Tiếp tục. Đô. Lần nữa. Đấy. Xong xuống xì. Xì. Là. Đấy. Xong lướt xuống pha. Xuống sọ, à, xuống mì. Là. Đấy. Lên pha. Vẫn là pha. Lên son. Đấy, tiếp tục nhá. Đến phần 2 này. Đấy. Đoạn 1 của phần 2 này. Chậm này. Son đô la son fa son la re son la la son đô, à xin lỗi. La son re son do re son re fa mi re mi son mi la do re. Đánh lại câu 1 của phần 2 nhé. Son do la son fa son la re son la la son re son do re son fa, à xin lỗi, re mi re mi son mi la do re. Lần nữa nhé. Son do la son fa son la re son la la son re son do re son fa, à xin lỗi, mi re mi son mi la do re. Lần nữa này. Son do la son fa son la re son la la son re son do re son mi re mi son mi la do re. Đấy. Rồi tiếp tục. Câu 2 luôn. Son la do re re fa son son si la son son re si 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 la re re do re son. Đấy câu 2 đấy, đánh lại câu 2 nhé. Son la do re re fa son son đập si la son son re si si đập si la re re do re son. Đấy xong đến đây nhắc lại này. Do re do re son la son. Đấy đến đấy thì coi như là hết bài rồi đấy. Rồi đến đây dừng lại và các bạn tập thật tốt hai cái câu của phần 2 nhé, phần cuối đấy. Rồi bây giờ tay trái thì vẫn thế thôi. À cái gì nhỉ? À, đến đây thì các bạn sẽ bắt đầu từ pha trưởng trước. Fa đô fa đấy. À xin lỗi, rê chứ. Đấy các bạn sẽ dùng rê thứ trước nhé. Nó sẽ là rê la rê. Xong xong đến pha. Fa đô la. Đấy, à, fa đô fa.
Rê, rê, la, rê, xong đến fa này, fa, đô, fa. Xong đến mi, mi, si, mi. Đấy. Xong đến son. À. À, các bạn sẽ, đây mình đánh lại nhé. Rê này, rê, la, rê trước. Xong đến fa. Đấy, xong đến mi. Xong đến fa. Xong đến son. Ok chưa? Giờ ghép nhé. Rê. Fa. Lại xuống rê. Xin lỗi. Lại lên mi. Fa. Lại xuống rê. Lại lên mi. Đấy, lên son. Giữ nguyên son, son. Đấy, chỗ này. Rê thì các bạn dùng va pha chỉnh nhé. Rê, rê, đô, rê, son, đô, rê, si. Đấy, mình đánh thật chậm lại nhé. Rê. Fa. Rê. Mi. Fa. Đấy, xin lỗi mình, tự nhiên mình lại quên này, lại nhé. Xin lỗi. Trái thêm. Xuống rê. Lên mi. Giữ nguyên. Lên son. Đấy. Fa. Như thế xong các bạn lại nhắc lại cái đoạn 1 thôi nhá. Rồi, chúc các bạn tập tốt nhá. Chào các bạn.